Đầu vua quân đội Pháp về trước ở với quân đội Pháp, hải quân Pháp thì cũng đi chiến đấu ngoài miền Bắc, đánh nhau Việt Cộng dữ tội, dữ thần lắm. Sau khi Pháp nó rút lui thì mình trở về hải quân miền Nam thì đi các chiến hạm ở biển đó. Rồi cũng giữ các chiến dịch rồi đủ thứ hết. Thì suốt mười mấy năm là cứ đi biển, đi chiến hạm, đi biển. Tuần tiểu rồi này kia cái nọ, đôi khi cũng có khi gặp địch rồi cũng đuổi rồi này cái nọ. Nhưng mà cái vui ở biển là được ghé các thăm chơi các đảo, các hải đảo của Việt Nam, đảo mấy cái đảo từ Con Non, Khoai, có nghĩa là từ nguyên cả cái vùng đảo Việt Nam thì đảo nào thì như ông cũng có ghé chơi thăm, nên thấy cũng thú vui lắm. Cho tới khi được một thời gian vậy rồi cái bị giải phóng, quân đội giải phóng, quân đội hải quân, tất cả quân đội mình giải tán hết, thì ông trở về miền biển, quê của ông là Phan Thiết. Ông đi làm biển 2 năm. Sau khi cải tạo xong rồi ông đi làm biển 2 năm, rồi chờ đợi có phương tiện ghe xuồng rồi kia nọ, ông mới lái tàu đi đưa một số người đi sang, đi vượt biên sang Nhật, ở bên Nhật. Xong rồi người ta còn ở bên Nhật, nhưng mà ông ưu tiên là ông sang bên Nhật thì ông sẽ được đi Mỹ sớm hơn, là vì cũng ở có 1 năm bên Nhật thôi, còn người ta còn phải ở lại lâu. Bây giờ ông sang đây, ông ở Louisiana. Ở Louisiana, ở con gái. Rồi cũng đi làm vớ vẩn để kiếm tiền thêm. Ông thì ông thấy để vợ con lại, vợ với con nhỏ ở lại thì thấy tội. Nhưng mà bây giờ ông nghĩ rằng một số người đang chờ ông để đem họ đi, thì đương nhiên ông phải hy sinh vợ con để đó, rồi mai chiều mình lãnh xác. Một ngày nào đó mình lãnh xác thì cũng lãnh xác. Thì mình hy sinh để đem những người khác đi, người ta còn khổ, cũng khổ hơn mình nữa. Ra mình phải hy sinh, tại vì mình lái được, mình biết đường xá, mình biết, mình hái quân mà. Ở cuộc sống Mỹ lo lắng đầy đủ lắm, thuốc men trợ cấp để nuôi dưỡng cái thân già, thấy đầy đủ lắm. Thấy ông nói Việt Nam mình thì không có cái điều đó, nhưng mà ở Mỹ thì tốt. Cho tiền bạc xài để ăn uống đủ thứ hết, quần áo, rồi thuê nhà mướn nhà ở, mà thuốc men đầy đủ, có Medicare rồi đó, thì cho thuốc men đầy đủ. Ông thấy một quốc gia tốt, không có thể, ông không muốn về Việt Nam.
không muốn để trở về Việt Nam nữa, bởi vì ở bên Việt Nam thứ nhất là mình không có tiền để mà về, thứ hai nữa mình về bên đó thì bà con cô bác cứ nghĩ là mình giàu lắm, về đó thì kiếm tiền mình đòi tiền mình, mà mình không có thì mình về làm cái gì. Thì tốt hơn thì mình cứ ở đây ngày hai bữa thuốc men đầy đủ bác sĩ, rồi có thời gian cầu nguyện này kia nọ ha, đấy thôi.